Em xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng quý cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em. Thì ở cái video này em sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách để chúng ta rút tiền từ cái sàn giao dịch Megalion sang cái sàn khác để chúng ta bán và chúng ta nhận tiền Việt nha, tức là cái tiền fiat. Thì cái sàn Megalion này thì em cũng đã nói rất nhiều. Đây là cái sàn mới nhưng mà nó cho chúng ta làm airdrop nhận cái đồng Leon token. Thì khi anh chị nạp tiền vào đây thực hiện ít nhất một cái giao dịch đó thì chúng ta sẽ nhận được cái đồng này. Bây giờ em sẽ vào cái ví. Em sẽ chọn cái chữ fiat and spot. Thì khi em thực hiện giao dịch xong, anh chị thấy phía dưới của em ở chỗ này nè. Đây. Hiện tại em có 1.000. Thì đúng ra chỉ được 500 thôi, nhưng mà có thể là anh chị đồng hành cùng với em đã thực hiện giao dịch nên là em sẽ được nhận cái phần của anh chị. Thì khi anh chị giới thiệu một người nào đó mà họ thực hiện cái lượt giao dịch đó một lần thôi, thì khi đó chúng ta sẽ được nhận cái đồng Leon token này. Và em nói thêm, đây là cái sàn, thì tương lai họ sẽ ra cái app để chúng ta giao dịch và họ sẽ đẩy mạnh phát triển cái tiếp thị cũng như phát triển sàn. Nên là anh chị cứ hầu để đây, đừng có rút về cái widget với lại hay MetaMask làm gì. Chị rút tới rút lui chúng ta tốn phí ha, tốn thời gian của anh chị, mình cứ để đó đi. Quan trọng mình nhớ cái mật khẩu và cái Google Authent là được nha mọi người. Thì có một số anh chị nói với em là nạp tiền vào rồi nhưng mà bị khóa tài khoản, đăng nhập không được. Thì cái vấn đề này xem lại, cái thứ nhất là anh chị nhập đúng cái mật khẩu hay chưa, hay là chúng ta đăng nhập mà chúng ta nhập quá nhiều mật khẩu thì họ sẽ nghi ngờ và họ sẽ khóa. Cái thứ hai nữa là có thể cái sàn còn mới nó bị lỗi, thì chúng ta có thể kéo xuống dưới nè, mọi người nhấp vào cái chữ là liên hệ với chúng tôi, mình nhấp vào cái support này nè để chúng ta nhắn tin, và em khuyên là nhắn bằng cái tiếng Anh ha, để thông báo cho họ về cái tình trạng của mình đang gặp phải. Rồi đăng ký sàn em đã hướng dẫn rồi, cách sử dụng sàn em cũng đã hướng dẫn rồi, cách nạp tiền cũng hướng dẫn rồi, bây giờ sẽ rút bán đúng không? Thì như bây giờ cái quý á, chúng ta nhấp vào cái quý thì nó có hai loại quý, một cái quý spot và port là cái quý lề. Thì em tập trung vào cái quý spot, nó sẽ nằm bên đây. Thì anh chị mở nó ra nó sẽ như thế này nè. Thì ví dụ ngay hiện tại là mình có được là 1.000, em có được 1.301 ha. Thì ở đây là USDT, em quy về USDT hết để em rút. Tại vì cái sàn này nó chạy trên cái mạng lưới là Tron TRX, nên là chúng ta rút cái đồng USDT là chúng ta phải rút trên cái mạng Tron. Cái quý bên kia cũng phải là cái đồng USDT chạy trên cái mạng Tron. Nếu như hai cái mạng nó khác nhau là cái tiền anh chị không nhận được, và tiền đó sẽ bị mất nha, không bao giờ lấy lại được, nó sẽ nằm ở đâu đâu mình không biết được mình lấy đâu. Đó là anh chị phải nghiên cứu, bởi vì em nhấn mạnh cái vấn đề này đó. Rồi bây giờ mình sẽ nhấp vào cái chữ rút tiền. Ở đây nè, họ kêu mình đó là cài đặt 2FA của Google ha. Thì mình sẽ nhấp vào cái dãy này mọi người, chúng ta chọn sao chép, sau đó chúng ta sẽ đi sang cái Google, trên cái phần mà em đã kêu mọi người cài đặt đó. Rồi chúng ta sẽ nhấp vào cái dấu cộng phía dưới, mình nhấp vào chữ thêm, mình nhấp vào cái chữ nhập khóa thiết lập, mình sẽ đặt cho nó một cái tên nha, Mega, em sẽ đặt là Mega Leon, đặt làm sao cho mọi người nhớ á. Rồi chúng ta dán cái khóa vào, rồi chúng ta nhấp vào cái chữ thêm. Sau khi chúng ta nhấp vào cái chữ thêm thì ở đây nè mọi người, anh chị sẽ copy lại cho em cái mã 6 số. Rồi copy đây qua đây, chúng ta dán vào phía dưới, nhấp vào chữ hoàn thành là mình đã ok nha mọi người ha. Đó. Rồi mình ok xong mình quay trở lại, mình nhấp vào chữ rút. Đó anh chị thấy nha, anh chị làm cho em là được nha. Bây giờ mình sẽ kiểm tra cái cần á, là cái điều tiền gửi vào cái mạng nè, cái mạng Tron họ yêu cầu là Tron TRC20 nha mọi người, cái địa chỉ, cái số lượng. Rồi bây giờ em sẽ làm cho mọi người xem. Trước tiên mọi người vào cái về cái sàn Binance của mình, sàn Binance. Điều kiện là anh chị phải có sàn Binance hen, hoặc là cái sàn Remitano cũng được. Chúng ta nhấp vào cái chữ ví, đúng không ạ? Ví ở đây chúng ta chọn cái ví giao ngay ha. Chúng ta nhấp vào cái chữ nạp cho em. Nạp là mình nhận từ ở ngoài vào, mình nhấp vào nạp.
Ở đây mình sẽ chọn một cái đồng. Anh chị sẽ chọn trên cái đồng Brito này, chúng ta chọn một cái đồng. Chúng ta có thể nhấp vào ở đây, chúng ta tìm kiếm, chúng ta nhập vào cho em là chữ USDT. Rồi. Ở đây nè. Anh chị thấy USDT, để em nhấp làm chậm thôi, anh chị làm chậm thôi. USDT. Ở đây anh chị có để ý hai cái chữ USDT không? USDT mới đúng nha, còn USDTE là không đúng nha. Chúng ta nhấp vào phía trên này. Ở đây chúng ta sẽ chọn cái mạng nè, Ethereum nè, BNB Smart Chain nè, AVX nè, BNB Polygon nè. Anh chị thấy cái chữ tròn cuối cùng không? TRC20 không? Chúng ta nhấp vào đây. Cái điều này là cần phải đúng nha, em nhấn mạnh nha, không đúng mạng là tiền anh chị mất đó. Rồi nhấp vào cái chữ địa chỉ ví nè. Sao chép đúng không ạ? Rồi ở đây chúng ta quay trở về cái sàn của mình. Chúng ta nhấp cái địa chỉ nè. Cái số lượng nè, anh chị lưu ý cho em nè. Cái số lượng thì mình ở đây có tổng số dư là 1259 đúng không? Số dư khai dụng là 1259. Ở đây em sẽ nhấp là 1259 luôn. 1259 là 1259 đô. Ở đây anh chị sẽ thấy họ bảo là lời khuyên, số tiền rút tối thiểu là 10 USD, phí rút là 1 USDT, đảm bảo mạng là tròn 20. Rồi cái này là em sẽ rút là 1256 thôi. Anh chị chừa lại 1 đô để họ làm phí nha. Làm phí. Thôi 1250 thôi mọi người, cho nó chắc mọi người ơi. Nha. Rồi nhấp vào cái chữ rút cho em. Đây là họ bảo em á, xác thực cái mã OTP của bên email và cái Google AdSense. Bây giờ mình sẽ vào mình kiểm tra cho em nha. Nhấp vào chữ gửi cho em nè. Đó. Cái này lỗi do mình. Đó anh chị thấy không? Chậm thôi. Đó có liền nè. Em nhấp vào. Anh chị thấy cái OTP không ạ? Chúng ta nhấp vào, chúng ta sao chép nè. Trước tiên á, chúng ta lấy cái mã của bên cái email trước nha. Còn cái bên Google AdSense á, thì mình đừng có vội. Bây giờ em sẽ vào em lấy nha mọi người. Rồi bây giờ bắt đầu luôn nha. Rồi em sẽ nhấp vào chữ xác nhận. Rồi nhấp vào rút nha mọi người. Rồi anh chị sẽ chờ nha. Anh chị chờ một thời gian nha. Chúng ta sẽ quay vào cái quý của mình nha mọi người. Rồi, anh chị xem. Khi em thực hiện xong á, em quay trở về cái quý spot cái lệch của em á, là em chỉ còn được tổng là 51 thôi. Thì 51 này đó là cái gì? Đó chính là cái lượng USDT em đang có nè, và cái phần tròn đúng không ạ mọi người? Đó. Rồi. Bây giờ mình sẽ về cái sàn Binance mình kiểm tra nha. Anh chị thấy không? Đây nè, cái này sàn Binance nó chưa cập nhật cho em cái Gmail kẹp đó mọi người. Chắc có thể có để em vào cái Gmail kiểm tra xem. Tại vì cái Gmail bên cái sàn Binance nó lại khác so với cái Gmail bên kia. Cái này mới đúng của Binance. Có nè mọi người. Thì sau khi em vào kiểm tra cái Gmail bên cái sàn Binance này á, thì họ đã báo là gửi về cho em. Thì em không có vào, tại vì cái đó liên quan tới cái vấn đề cá nhân. Bây giờ em sẽ vào cái ví.
Anh chị thấy nè, em đã tăng lên hen. USDT của em là 1249, thì hồi nãy mình gửi là 1250 đúng không ạ? Bây giờ nó trừ 1 đô thì chúng ta còn là 1249, thành công khoảng trong vòng 2 phút. 2 phút rất là nhanh. Đó, thì bây giờ là mình có được cái đồng này, làm sao để chúng ta rút về cái quý của mình. Thì về đây á, coi như là tỷ lệ của mình là 90% đã thành công mọi người. Về đây rất là nhẹ nhàng. Chỉ sợ là cái bước mà từ sàn đó về sàn này nó không được thôi. Bị lỗi thôi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu bán. Thì trước khi bán á, anh chị sẽ nhấp một cái chữ chuyển cho em. Cái quý sau ngay này là để cái quý chúng ta hoạt động trên cái sàn, chúng ta mua các cặp với nhau. Còn cái quý full deal này á, mới là cái quý để mình thực hiện là B2B, là giữa người Việt với người Việt, chúng ta mới lấy được cái tiền Việt. Còn các sàn khác nó chưa có B2B á, là B2B là chúng ta không có rút về tiền Việt được. Chúng ta chỉ rút được tiền đô thôi. Từ bây giờ em sẽ nhấp và chuyển. Thì em chuyển từ quý vô ngay tới cái quý full deal. Ở đây anh chị thấy cái chữ BTC không? Mình đổi, nhấp vào cái mũi tên mình đổi là USDT cho em. Ở đây mình nhấp vào cái chữ tối đa, là mình rút tối đa hết luôn. Mình nhấp vào xác nhận chuyển. Thì khi đó cái ví dụ ngay của em nó không còn, anh chị thấy ha, mà nó sẽ nằm bên cái ví Bundin đây đó. Rồi từ cái ví Bundin này em mới bắt đầu thực hiện là B2B. Mọi người vào đây cho nó chuẩn nha. Còn thanh toán vẽ thẻ quà tặng này thì em không có vào, em ít sử dụng nó lắm. B2B cho nó chuẩn, nhấp vào B2B. Ở đây nó có hai mục mua và bán. Mua tức là mình có tiền Việt ở ngoài, ở thẻ ngân hàng mình nhấp vào chỗ mua này để mình mua đồng tiền đô, sau đó mình mua cái token trên sàn. Bán á, là mình đã có cái tiền đô trên sàn, mình bán để mình lấy tiền Việt, nhấp vào cái chữ bán. Ở đây thì sẽ có một số rất nhiều luôn, chứ không phải là một số, rất nhiều người chúng ta họ mua đô la. Thì anh chị xem cái giá chênh lệch đó thì nó không có đáng kể bao nhiêu, nhưng mà quan trọng á là người đó là có cái tích kim cương hay không. Rồi ở đây nè, cái tỷ lệ thành công của họ là 99% hay không, hay là 100% hay không, hay là 70 mấy%. Em yêu cầu là chúng ta lựa những người nào có tích kim cương, thực hiện cái lệnh giao dịch nhiều, và cái tỷ lệ phần trăm thành công của họ là cao gần nhất so với 100%. Bây giờ em sẽ làm nha. Em sẽ nhấp vào số tiền. Thì số tiền của em hiện tại là em sẽ nhấp 30 triệu đi. 30, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Đúng không ạ? Rồi, nhấp vào xác nhận. Ở đây sẽ ra mọi người thấy không? Thì trong cái khoảng nè, trong cái khoảng giới hạn là từ 30 triệu tới 60 triệu. Không, em nhấp lại, hình như em không tới đâu. Mình nhấp 22 thôi mọi người. 24 đi ha. Xác nhận. Cái này là anh chị kiếm cho nó nhanh để mình kéo xuống nó rất là lâu. Trong cái khoảng nè, cái người này là trong khoảng từ 20 đến 143, người dưới này từ 10 tới 300. Đó anh chị hen, thì chúng ta nằm trong khoảng nào chúng ta sẽ chọn người đó. Rồi, em sẽ tìm. Bây giờ em sẽ mua cái người này ha. 5.460 lệnh mà 100% thành công, tức là cái người này buôn bán khá là ok. Cái người này em cũng đã từng giao dịch rồi nhiều lần nè, làm rất là uy tín. Em sẽ nhấp vào đây là cái chữ bán. Anh chị làm chậm thôi nha, nhấp vào đây xem cái chữ bán. Mình bán nè. Ở đây mình chọn tất cả USDT cho em. Đó. Rồi dưới đây có chữ phương thức nhận, chúng ta nhấp vào. Thì trước khi anh chị là bán, chúng ta phải vào đây chúng ta cài đặt. Cái nhất là cái tên của mình. Tên của mình có thể viết không dấu cho em nha, viết hoa không dấu. Rồi cái số tài khoản của mình. Rồi cái ngân hàng chi nhánh của mình thực hiện ở đâu là ok nha mọi người. Kiểm tra một lần nữa, ok. Anh chị sẽ nhấp vào cho đây cho em là cái chữ là bán miễn phí. Bán miễn phí. Anh chị lưu ý cho em nè, chúng ta có thể chụp cái màn hình này lại. Ở đây là số tiền fiat mình sẽ được là 29.823.009 đồng. Cái giá mình bán là 23.867. Số tiền Rato và số tiền USDT là chúng ta được 1.249. Anh chị lưu ý nha, chúng ta nhớ cái này để một lát họ chuyển cho mình đúng hay không. Rồi mình vào cái phần chat nè. Anh chị vào cái phần chat nè. Hai bạn. Bạn chuyển xong. Chụp hình. Chụp hình ảnh gửi lên cho mình nhé.
Anh chị đừng có làm gì hết á. Bây giờ là họ đang thực hiện cái thao tác là họ, mình chỉ nhắn làm việc trên Telegram, mình chỉ làm việc trên cái sàn này thôi, trong cái phần này thôi. Anh chị đừng có làm bên Telegram hay bên một cái nền tảng khác nào mà họ yêu cầu. Không, mình cứ nhắn đây nè, nó chuyển cho mình xong mình nhận được tiền thì mình chuyển token USDT cho nó, không thì thôi. Anh chị là người bán, anh chị có quyền ha. Chúng ta đừng có vội kiểm tra nè, số điện thoại có ngân hàng có gửi về tiền cho mình hay không, cái tài khoản mình có tiền nó hay chưa. Rồi nếu mà ok hết thì mình mới bắt đầu chuyển khoản. Mọi người đừng có vội, đừng có nghe nó nói gì hết trơn nha. Cái này là dễ dễ bị nha mọi người. Chúng ta nhấp vào cái dấu X cho em. Chúng ta nhấp vào cái dấu X nha. Rồi, thì sau một thời gian chờ đợi rất là nhanh, họ bảo mình đó là vui lòng xác nhận đã nhận được khoản thanh toán. Thì em sẽ kiểm tra cái số điện thoại bên cái điện thoại bên bên cái máy kia nha. Thì họ báo cho em là họ đã gửi về cho em là cộng 29 triệu 800. Rồi khớp mọi người ha, đúng nè. Thì ngân hàng đã gửi về cho em, nhưng mà em muốn kiểm tra kỹ nữa, anh chị đừng có vội. Anh chị vào cho em cái thẻ ngân hàng của mình. Vietinbank á mọi người ha. Rồi bây giờ em sẽ nhấp vào đăng nhập nha. Rồi bây giờ em sẽ nhấp vào cái chữ tài khoản. Anh chị sẽ thấy nè, em đã được thanh toán rồi này ha. Thì em có dư ở ngoài một ít với cộng 28 hồi nãy nữa đó, là em sẽ được như thế này. Rồi cái này chúng ta sẽ thoát ra đi ha. Đồng ý. Anh chị xem bên này họ gửi cho mình một cái tin luôn. Đây nè, chúng ta vào cái Gmail chúng ta kiểm tra. Đây nè, thì họ báo mình là đã gửi cho mình tiền. Nói chung là anh chị thấy như thế này là ok nè. Bây giờ họ kêu mình, yêu cầu mình phải chuyển token cho cái người kia. Thì ok, mình sẽ quay trở lại cái sàn Binance. Thì đúng hết rồi, mình sẽ nhấp vào cái chữ đã nhận thanh toán nha. Cái bước này là phải kiểm tra thật là kỹ trước khi nhấp nha. Nhấp rồi có gì là anh chị tự chịu nha. Tại cái này là anh chị tự đồng ý. Rồi anh chị nhấp vào nè. Phía dưới nè, tôi đã nhận đủ tiền, tên người gửi tiền khớp với tên đã xác minh của người mua trên Binance, và tôi đồng ý mở khóa tiền mã khóa của tôi cho người mua. Ở đây chúng ta nhấp vào chữ xác nhận nha. Ở đây em sẽ nhấp vào cái chữ gửi mã, có anh của em anh gọi hay anh chị thông cảm, em không có bắt máy được, đang làm cho mọi người mà. Em không có vào cái chỗ tin nhắn được. Rồi 100841. Anh chị nhấp vào gửi nha. Rồi đã xong. Mình cho họ một cái là tích cực nha mọi người ha. Nhấp vào chưa đã xong cho em. Rồi chúng ta quay trở lại. Anh chị xem này, cái ví Fulltin của em không còn, nó chỉ còn một ít thôi. Như thế là đã xong đó anh chị, rất là nhanh chóng và tiện lợi nha. Thì anh chị mình xem để rút kinh nghiệm. Chúng ta mới đầu chúng ta làm thì chúng ta đừng có làm nhiều, chúng ta làm nháp một lần, ví dụ một ít thôi, rồi chúng ta làm ok, rồi chúng ta mới thực hiện những cái lần giao dịch nhiều hơn nha mọi người. Đó, thì em xin phép dừng cái video tại đây. Chúc anh chị chúng ta làm thành công. Có gì mà chưa rõ thì cứ bình luận phía dưới, em sẽ trả lời cho mọi người 24 trên 24. Đừng có vội làm bất cứ điều gì khi chúng ta chưa hiểu về nó nha. Tiền là của mình, quyết định là do mình nha mọi người.